Tôi tạm quên cái dự án AI Network đang chuẩn bị list sàn OKX đi các bạn ạ. Mọi người, theo cái khảo sát của kênh Invest TV chúng mình thì thấy mọi người vẫn đặt niềm tin vào P nhiều hơn. Bởi vì AI phát triển nhanh nhưng mà chưa chắc đã sống được lâu. Còn P thì đường dài, tuy có làm cho anh em chúng ta cảm thấy chờ đợi nó khá là mệt mỏi, nhưng tuy nhiên thì vào cái công nghệ cũng như là cái kỳ vọng về Pi thì mình nghĩ là vẫn một chút nào đó nó vẫn ở cái tầm cao hơn là AI Network. Thì hôm nay quay trở lại với dashboard Pi blockchain.net là những cái số liệu ở trên blockchain Pi, chúng ta xem thử xong trong ngày hôm nay thì mạng blockchain Pi có những cái gì thay đổi. Ở đây chúng ta đang ở cái mainnet dashboard, nghĩa là ở trạng thái mainnet rồi các bạn nhé, nhưng mà chưa phải là hoàn chỉnh. Ở đây chúng ta đang có 4 triệu tài khoản đào Pi đang ở cái trạng thái là mainnet. Và cái số lượng chuyển Pi ở trong cái mạng chính ấy, nó lên là 59 triệu Pi. Đấy, không rõ là cái lũy kế ở trong thời gian bao nhiêu lâu, nhưng mà như các bạn nhìn thấy ở dưới, tổng số lượng khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua trên mạng blockchain Pi, mạng mainnet là 13 triệu Pi. Và trong một tháng qua, tổng khối lượng giao dịch lên đến 389 triệu Pi. Ở đây tiếp theo phía dưới các bạn có thể nhìn thấy số lượng KYC được xét duyệt trong vòng 30 ngày qua là 251.000. Và ở đây các bạn có thể thấy được các cái con số từ tháng 1 cho đến tháng 1 của năm 2023 cho đến tháng 1 của năm 2024. Tháng 1 ở đây chúng ta mới chỉ được có nửa tháng thôi, và số liệu thống kê được rằng từ đầu tháng đến giờ là 190.000 đơn KYC được duyệt, so với lại tháng 12 của năm 2023 là 307.000, tháng 11 của năm 2023 là 305. Với cái tốc độ này, cứ 1/3 triệu người được KYC trong vòng 1 tháng, cái con số này thì mình nghĩ cũng chưa phải là một cái đột phá mới của dự án Pi Network, nhưng mà với cái tốc độ này thì chắc đến năm sau thì các anh em cũng KYC hết mà thôi. Đây là số lượng chuyển Pi ở trong một ngày. Đó. Ở đây là chúng ta có 70.000 lượt chuyển nhận Pi. Ở đây là 400. Đây là ngày hôm nay thôi nhé. Ngày hôm qua là ngày 15 tháng 1 là 400.000. Cũng thế là con số khá là lớn rồi. Còn đây là khối lượng của một ngày. Ngày hôm qua là 72 triệu Pi được luân chuyển. Các bạn thấy dã man không? Kéo xuống phía dưới là các bạn có thể thấy được top những cái ví mà họ sở hữu nhiều Pi nhất. Chúng ta sẽ xem, ở đây có một ví 62 triệu. Đúng rồi, 62 triệu mình đọc cũng nhầm. Ở đây là con số 10 tỷ. 10 tỷ nha các bạn nhé. Đó, là những cái con số, là những cái ví mà sở hữu nhiều Pi nhất. Đó. Rồi, chuyển sang mạng testnet để check qua cái phần node Pi. Ở đây Node vẫn đang chạy ở trên testnet chứ chưa chuyển sang mạng mainnet, thống kê vẫn để ở testnet. Và cái con số mà Node được active trên tổng số các cái Node được cài đặt là 186.000 trên 242.000 Node được cài đặt. Và cái mạng cái dữ liệu của testnet nó rơi vào 44GB các bạn ạ. Rồi. Ở đây chúng ta xếp về cái thứ hạng các cái nước đang sở hữu nhiều Pi node nhất. Đầu bảng thì vẫn là Hàn Quốc, tiếp theo sau là Nhật Bản. Tiếp theo sau nữa là Việt Nam, Trung Quốc. Thì từ ngày tính lại cái cách thức xác định Pi node của mỗi quốc gia thì Trung Quốc tụt xuống vị trí 4. Mỹ thì vẫn đang ở vị trí thứ 6 sau Singapore. Đó. Thì Việt Nam nếu mà cố gắng duy trì được cái thứ hạng này cho đến Open Mainnet thì mình nghĩ nếu Pi thành công thì Việt Nam cũng thu lợi được rất là nhiều. Không biết các bạn có đồng tình với quan điểm này hay không, chứ mình nghĩ một cách kiếm Pi danh chính ngôn thuận và an toàn nhất là chạy Pi node. Nhưng tuy nhiên cái cách thức này thì yêu cầu bạn phải bỏ tiền đầu tư. Nếu bạn đánh giá Pi sẽ thành công, sẽ mang lại được giá trị cho các bạn nhiều trong tương lai, thì việc đầu tư một dàn máy tính chạy Pi node mình nghĩ là một cách thức làm, một cách thức đầu tư có tiềm năng rất là cao. Vì như các bạn biết, một dàn đào Bitcoin thời gian trước cũng đã là khá đắt đỏ rồi, so với một cái máy tính có cấu hình tầm trung để chạy được Pi node thì mình nghĩ đầu tư vào Pi node hợp lý hơn là đầu
đầu tư vào dàn máy đảo Bitcoin. Tuy nhiên thì Bitcoin thì có giá rõ ràng rồi, còn Pi thì chưa. Do đó thì mỗi cái nó đều có một cái rủi ro riêng, tùy thuộc vào điều kiện tài chính của các bạn mà thôi. Rồi, thế mình tạm dừng cái bài phân tích về mạng số liệu mạng blockchain Pi ngày hôm nay ngày 16 tháng 1 tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.